Vâng, kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với kênh channel của Tô Huy Hoàng nhá. Và hôm nay Hoàng xin được giới thiệu cho anh chị em một mẫu xe MPV đa dụng đang rất là hot trên thị trường xe đã qua sử dụng anh chị em ạ. Không hiểu sao đến bây giờ thì xe mới thì đã khai tử và nhượng chỗ cho chiếc Toyota Veloz Avanza rồi. Nhưng mà rất là nhiều bác lại thích quay trở lại thời xưa cũ, đó là một chiếc Toyota Rush máy 1.5 dẫn động cầu sau, dáng thì hơi bị trông thì có vẻ là hơi hiền hòa một tí anh chị em ạ, nhưng lại hợp ý của rất là nhiều anh chị em. Đấy, Toyota Rush anh chị em nhé. Hệ thống đèn pha cốt thì anh chị em yên tâm là có hệ thống định vị LED và cũng full LED luôn, chỉ trừ có đèn nhan và đèn sương mù thôi anh chị em ạ. Đấy, mặt ca lăng cũng rất dễ nhận biết và nắp capo thì dập nổi, đứng đường gân cực kỳ trẻ trung luôn. Đấy, anh chị em nhé. Hệ thống trang bị trên xe thì là hệ thống động cơ Dual VVT-i giúp chiếc xe của chúng ta vận hành cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Gương thì cũng là cập mở tự động được anh chị em nhé. Đấy. Tay nắm cửa thì sơn theo màu xe, có nút đóng mở thông minh, có hõm chống sửa dán sẵn rồi, ve che mưa, ba ga mùi thể thao, anten hình vây cá mập, cánh lướt gió anh chị em nhé. Đấy. Chiếc xe này thì là nhập khẩu nguyên chiếc và về Việt Nam chỉ có một chiếc bản S này thôi anh chị em ạ, hay còn là bản Sport. Rồi, mời anh chị em chúng ta tham quan bên trong xe nhé. Đấy. Bên trong xe thì anh chị em sẽ được lên bộ ghế da màu đen lai với màu kem, hệ thống màn hình Android kèm với cả là camera hành trình, có cảnh báo tốc độ, cảnh báo biển báo giao thông. Đấy. Hệ thống vô lăng thì hoàn toàn bọc da anh chị em nhé. Hệ thống điều hòa thì cũng tự động mà. Đấy. Hệ thống đèn pha cốt đây anh chị em nhìn nhé, có auto này. Đấy. Có auto này. Đấy. Rồi, hàng ghế thứ hai đây rất là rộng rãi thoải mái anh chị em nhé. Và cái form dáng này thì anh chị em có thể biết được đây là một chiếc trong những đối thủ lớn của Mitsubishi Xpander, nên là cái cửa gió điều hòa làm giống y hệt nhau anh chị em ạ. Hàng ghế thứ ba nhá anh chị em nhé. Rất là rộng rãi thoải mái. Và chiếc xe này thì bên showroom Hoàng đang chào bán với mức giá chỉ hơn 660 một chút thôi anh chị em ạ. Màu đen anh chị em nhé, màu đen Toyota Rush 2021 nhập khẩu từ Indonesia. Đấy. Anh chị em nhanh chân lên, số lượng khuyến mại thì có chỉ có một chiếc xe này thôi anh chị em ạ. Hiện tại đang chào bán tại showroom Vương quốc Cẩm Ca, địa chỉ 26 đường Cầu Diễn, Thủ đô Hà Nội nhé. Vâng, để có thể có được cái chương trình ưu đãi nhất thì anh chị em có thể là gọi điện ngay cho em Hoàng nhé, hotline ngay trên màn hình của quý vị khán thính giả anh chị em thôi. Và lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong cái chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.